Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Trong 10 ngày qua thì mình đạt được thành tích đó là thua nhiều hơn thắng rồi mọi người ơi. Đến nỗi mà không thể lên được hạng nào cả. Mình cứ rớt xuống bạch kim 3 rồi lên lại bạch kim 2. Chưa biết mùi bạch kim 1 thì làm sao mà lên kim cương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đấu rank nha. Những con tướng mà hôm trước mình chơi lần 1 thì hôm nay mình sẽ chơi lại lần 2. Trong đó có những con khó chơi hoặc là nó sát thương nó không cao nhưng mà mình vẫn sẽ sử dụng. Để xem là lần này nó có mạnh hơn hay là không nha. Mình sẽ chơi con Azenka nha. Nó khó chơi và sát thương nó cũng không cao nhưng mà mình phải chơi lại để chứng tỏ là nó mạnh. Water is much sweeter in the Dragon and Slayer. Our Dragonwing Tower is under attack. An ally has been defeated. Our Dragonwing Tower is under attack. Còn đó nó có skill kéo mình vào trụ mọi người. Khó chịu thế nha. Life is all just a mirage. Our Dragonwing Tower is under attack. Too quick, sand. Sandstorm. Our Dragonwing Tower is under attack. Water is much sweeter in the desert. Our Slayerling Tower. Ê ơi. Thằng đó nó mạnh thế nhờ. Đẩy lính lên. Tranh thủ đẩy lính lên. Nhanh 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 nhanh, bắn cái trụ nó nhanh lên. Nó xuống bây giờ. Trụ trụ trụ. Trời ơi bắn cái trụ kìa. Trong lúc đập đội mình quấn lộn thì mình đi đẩy trụ. Ui toang rồi. Ôi nó xuống nó xuống nó xuống nó xuống. Nó xuống. Chạy thôi. Water is much sweeter in the Mày há bưởi. Húp. Trời ơi, không có biết được. À ok, đổi mạng thôi. Gì cắn. Cái sự kiểu hắc tông của con này nó lâu quá. Nó hiện ra rồi 1 giây xong nó hắc là tụi nó né hết. Mày chạy đi đâu con sáu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu mà chạy? Rồng này mọi người chết không? Chạy đi đâu? Đất ơi. Trời đất ơi.
vẫn chưa nói ra được. Mày điên mày coi, tao giữ với mày à. Chạy đâu con xấu. Thôi rút lui đi. Gì hồi cái máu nữa. Bậy rồi. Watch your step. Ôi trời đất ơi. Ở đâu mà nó đông thế. Đó mọi người thấy không? Đó phải là con này yếu đâu. Chẳng qua là đồng đội nó quá dữ thôi. Bay luôn một sao nữa rồi. Sát thương của nó gây ra cũng đâu có ít đâu. Kỹ năng thì cũng khá là hay nữa. Nhưng mà thua nữa thì chuẩn bị rớt xuống bạch kim 3 rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn các video tiếp theo. Bye bye.